Chào ngày mới. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một món chay nữa là sườn non áp chảo. Sườn non muối chiên. Sẽ làm hai thứ sườn. Một loại mình sẽ áp chảo và một loại mình sẽ muối chiên. Bởi vì mình ăn chay á thì có khi cái món chiên chiên xào nhiều quá, dầu rất là nhiều cho nên muốn giảm bớt dầu mỡ ở trong bữa ăn của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món áp chảo. Tức là mình không có để dầu vô trong chảo để chiên, mà mình để cái chảo chống dính khô. Đây là cái khâu chuẩn bị để mình ngâm sườn. Mình muốn ngâm sườn cho nó mau mềm thì mình phải chẻ ra làm đôi. Tại vì miếng sườn có khi nó dẻ lắm. Có một phần nó xốp, một phần nó dẻ. Cho nên trước khi chế biến thì mình sẽ chẻ nó ra ngâm nước. Rồi ngâm nó sẽ mau mau mềm hơn. Ít ít tốn thời gian chờ đợi hơn. Con của mình nó rất là mềm. Trước khi sơ chế mình sẽ dắt dắt bớt cho nó ráo nước. Tay mạnh dắt càng mạnh càng tốt. Bởi vì khi mình chiên hay nướng gì nó giảm bớt nước ở trong miếng sườn thì nó sẽ nhanh giòn hơn. Mình sẽ chọn những cái miếng nó ngấm nước nhiều rồi. Nó quá mềm rồi. Còn miếng nào còn cứng mình chừa lại. Cho nó tiếp tục nó thấm nước. Rồi. Khi mình dắt sườn cho nó ráo nước rồi bắt đầu khâu này là xé ra. Chúng ta sẽ xé sườn thật là mỏng. Mình cứ xé 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 càng mỏng càng tốt. Bởi vì khi mình áp chảo thì nó càng mỏng thì miếng sườn nó sẽ nhanh giòn lắm. Cho nên mình càng xé mỏng càng tốt nha các bạn. Nếu mà mình có muối chiên thì nó không mỏng nhiều thì cũng được, nhưng mà chúng ta áp chảo thì nên xé thật mỏng, càng xé mỏng càng càng tốt hơn, bởi vì nó sẽ làm cho miếng sườn của mình nó nhanh giòn. Ở đây thì mình làm một ít, một số thì mình sẽ muối chiên và một số thì mình sẽ ớt chảo. Bởi vì cái món áp chảo là cái món khô, nó không cần dầu. Cho nên mình sẽ làm món áp chảo trước. Trước tiên là mình sẽ áp chảo, rồi cái món chiên thì mình sẽ làm sau. Bởi vì chiên trên dầu nóng thì nó rất là nhanh giòn, nhưng mà áp chảo thì nó mất rất là thời gian nhiều. Còn mình làm thì mình để lửa ở là trên bếp ga, nó dặn lửa chỉ nhỏ thôi, rất là nhỏ, cho chảo nó nóng từ 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 từ. Và cái độ nóng đó thì nó sẽ giúp cho cái miếng sườn của mình nó vừa được giòn mà nó lại không bị khét. Cho nên cái khâu áp chảo ở đây thì nó tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà có khi một lần mình làm hơi nhiều đi, rồi mình để vô keo mình ăn lần lần, mình ăn trong vòng 10 ngày, nửa tháng, thỉnh thoảng gì đó, không phải là ngày nào cũng ăn. Nhưng mà nếu mà một lần mình làm như vậy khoảng vài 300 gram đi, rồi cái mình để vô keo. Rồi, cái món sườn áp chảo hôm nay mình đã xé xong, ngâm rồi cho nó khô, xé xong. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị. Ở trong đây mình sẽ ướp hạt nêm. Cùng với bột ngọt. Hạt nêm nó cũng hơi mặn cho nên bột ngọt nó sẽ làm cho hạt nêm nó dịu lại. Tiêu. Trộn cho đều lên. Và cách mình hướng dẫn ngày hôm nay là mình sẽ trộn cái món sườn này cho nó đều tất cả những cái đồ nêm của mình, tiêu, bột ngọt, hạt nêm, rồi xong mình sẽ rải đều ra cái mâm này. Bởi vì khi úp mình áp chảo thì cái nhiệt độ lửa ở trên cái chảo, mình bắt cái chảo chống dính
mình để nhiệt độ rất là nhỏ. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi mà mình dắt sườn khô xé ra rồi, mình ướp xong rồi mình sẽ cho ra mâm để mình phơi. Mình sẽ phơi nắng trong vòng vài tiếng để cho cái miếng sườn nó ráo, nó bớt nước đi, nó bốc lên. Thì như vậy thì đến cái khâu mà mình bỏ vô chảo để áp chảo thì nó sẽ nhanh giòn hơn. Bởi vì nó bốc đi một số hơi nước, nó sẽ làm cho sợi sườn mình nó khô bớt rồi. Thì khi mình ướp chảo thì nó sẽ nhanh nhanh giòn lắm, và nó không mất thời gian nhiều nữa các bạn. Rồi, làm sườn cho nó đều ra trên mâm và đem ra phơi nắng. Chỉ cần đem ra phơi nắng là xong. Khoảng 3 tiếng, mình phơi khoảng 3 tiếng. Đây là cái mâm sườn mà khi mà mình phơi, mà nếu mà mình gặp trời không có nắng. Ngày hôm nay là mình không may là mình không được có nắng tốt, cho nên mình sẽ làm cái cách là không để tới ngày mai cho nó ướt. Thì chúng ta sẽ bật cái bếp ga để lửa rất là nhỏ luôn, cho nó có hơi nóng thôi. Thì mình sẽ để cái mâm này lên. Nó mất vài tiếng đồng hồ, nó sẽ có thời gian lâu. Nhưng mà rồi cái hơi nóng nó cũng sẽ làm cho cái miếng đậu hũ của mình nó sẽ ráo bớt đi. Sẽ ráo bớt nước. Mình để khoảng chừng nửa tiếng rồi mình ra mình sẽ đảo trở về lại. Bởi vì mình để lửa rất là nhỏ cho nên nó chỉ cần cái hơi nóng thôi. Nó chỉ cần cái hơi bốc lên. Mình không nên để qua ngày mai. Bởi vì khi sườn non này mình để qua ngày mai á, thì cái hương vị của sườn non nó sẽ bị hôi. Nó không còn đậm đà cái mùi của sườn non thơm ngon nữa, mà nó bị hôi. Thì có người á, thì ví dụ mình để lên bếp mình chiên lại ăn tạm thời được, nhưng mà nó không còn ngon đặc biệt như lúc ban đầu nữa. Chứ không có bỏ, tại vì tất cả những món đồ chay mình đều tận dụng để mình ăn hết. Có khi có nhiều người nó thích ăn cái mùi hơi thối thối thủm thủm nữa. Nhưng mà ở đây đặc biệt là mình không có khuyến cáo là nên ăn như vậy. Cho nên mình nên nướng cho nó khô luôn trong ngày. Rồi, sườn nó đã ráo bớt nước rồi. Mình cho qua chảo chấm dính nha. Bởi vì cái mâm thì nó quá mỏng, cho nên mình để trên cái mâm nhiệt độ cao nó nóng lâu nó sẽ khét. Mình chỉ để cho nó ráo nước thôi. Và sau đó thì mình sẽ để lên chảo chấm dính. Đây là chảo chấm dính. Rồi mình sẽ trải đều ra. Với cái nhiệt độ với cho cái chảo chấm dính này thì nó rất là vừa. Thì mình để khoảng nửa tiếng thì mình sẽ trở về một lần. Cái đít chảo này nó hơi dày, cho nên cái độ nóng nó rất là vừa với ba cái sườn của mình. Thì khi mà mình để cho nó đúng nửa tiếng thì mình sẽ trở ra đảo đều. Thì nó kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng thì bắt đầu sườn mình nó sẽ giòn lên. Rồi, như vậy là món sườn non áp chảo đã hoàn thành. Nó ở trên lửa nhỏ cho nên chất này nó rất là giòn, rất là ngon. Khô phải không các bạn? Rồi xong, khi mình tắt bếp thì mình để cho nó nguội. Nó nguội lại rồi mình cho vô keo, rồi để dành. Sườn non nó đã vàng tới, rất là giòn. Mình để cho nó nguội rồi mình phải vô keo. Vô keo để dành ăn nó lâu hơn. Nó nguội với nó đừng có vô keo lúc nóng. Vô keo lúc nóng nó bị cái mồ hôi đó mềm rồi. Vô keo lúc nó nguội. Hoàn thành. Món sườn áp chảo.
viên với dầu. Ăn còn một cái sức khỏe. Ngon miệng. Giòn lâu dai. Lâu hơn. Ưu tiên nhiều quá. Xin mời thưởng thức. Ngon miệng.